chào bà con. Thì ngày hôm nay thì khác với khung cảnh mọi khi mình ở trại, thì ngày hôm nay thì mình đang ở Sài Gòn. Và ở Sài Gòn thì mình cũng có một cái điểm mô hình để mọi người bà con muốn tham quan thì có thể đến Sài Gòn cho nó thuận tiện. Thì ở đây mình cũng xài máy ấp trứng, nhưng mà mình xài máy ấp trứng cái loại mini, loại nhỏ. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách như là ghép chim bồ câu từ máy ấp trứng ra cho bố mẹ nuôi như thế nào. Tại vì kỹ thuật này đòi hỏi mình phải kỹ. Nếu mà mình làm không kỹ thì chim bố mẹ khi mà ra kia kìa, nó sẽ không nuôi con và dẫn đến cái việc mình bị thất thoát. Thì đây là máy ấp trứng mình mới mua nha. Đây cho mọi người xem luôn. Thì ở trong này là nó đang nở con nha mọi người. Đây này. Thì bây giờ này mình sẽ đây, những con này là gần nở đây nhé. Đây này, nó gõ trứng này, quả này gần nở này. Quả này cũng gần nở luôn này. Trong khoảng vài tiếng nữa là hai quả này sẽ nở này. Đây luôn. Ở Sài Gòn thì mình không nuôi được nhiều, nhưng mà mình nuôi dạng mô hình thì cũng ok để mọi người muốn tham quan. Còn trại chính của mình thì rất là nhiều chim, nhưng mà xài cái máy ấp trứng này thì cũng ok đấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ mang con chim này nha, mới nở đây mọi người thấy này. Mình để vô lòng bàn tay nha. Giờ mình sẽ đậy cái này lại. Cái máy ấp trứng mini này cũng rất là thích hợp cho những ai nuôi gà này, nuôi chim bồ câu mà đã ít, xài ok lắm mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ theo chân mình để đi ghép chim bồ câu mới nở. Ở Sài Gòn thì mình được cái là đất ở đây nhà mình rất là rộng, như là ở quê luôn đó mọi người. Rất là nhiều người đến đây tham quan, vừa nuôi bồ câu gà và bồ câu thái luôn nha. Thì đây cho mọi người xem này. Sẽ ghép cho bố mẹ nuôi nha. Đây là bồ câu titan xương thịt của Thái nha mọi người. Con này là đang nuôi con hết á. Mọi người thấy êm không? Đó, nó uống con đó nha. Và cám mình cho chim một câu ăn này. Là cám con cò trộn với bắp. Hiện tại là mình chỉ cho ăn cám con cò trộn với bắp thôi. Còn những cái loại khác mình sau một thời gian mình sử dụng thì mình thấy nó không hiệu quả và nó cũng tốn kém. Nên là mình chỉ cho ăn bắp, và trong bắp thì nó có chất đạm á, nên là cùng phối hợp cùng với cám gà đẻ. Và hiện tại là mình đang sử dụng thêm là cám siêu gà đẻ nữa, thì là nó rất hiệu quả. Mọi người không cần cho ăn thêm bất cứ loại khác. Có nhiều người nuôi cho cái thêm cái này cái kia, nhưng mà đôi khi á, những cái loại đó mình mua phải nó bị ngâm thuốc ấy, thì đá chim của mình nó bị bệnh là vậy mọi người. Nên là mọi người kỹ trong cái việc lựa chọn thức ăn cho chim bồ câu. Đây này, mọi người đi một vòng này. Đây là những đặc chim này. Đây, đang đặt mái luôn này mọi người. Vừa đặt mái trong luôn. Kia là đẻ hai trứng nha. Đây nè, cặp này là cũng sinh sản luôn. Bây giờ mọi người thấy đẹp chưa? Hai trứng luôn nha. Đó là gần đẻ đó. Mình cũng ở mặc dù là có máy ấp trứng, nhưng mà mình vẫn cho chim một số cơ số cặp ấp trứng mọi người nhé, chứ không phải là mình 100% xài trứng máy ấp trứng đâu. Cặp nào có một số cặp ok thì mình vẫn cho nó sử dụng ấp tự nhiên. Và khi mà mình mang chim ra
chim mà nở trong máy ấp trứng thì mình mang ra cho bố mẹ nuôi, mình ghép 3 ghép 4 đó là chuyện bình thường, nhưng mà mọi người phải có kỹ thuật nha. Lúc nãy mọi người thấy mình làm rất là nhanh thì mọi người cứ nghĩ là nó đơn giản đâu, nhưng mà mình còn áp dụng thêm một vài cái bí quyết đấy. Nếu mà mọi người mà cần tìm hiểu kỹ là bí quyết như thế nào thì cứ nhắn tin cho mình hoặc alo cho mình, số điện thoại là mình để trên màn hình đó, 0961142323, thì mình sẽ chia sẻ hết bí quyết cho mọi người luôn. Còn mỗi người nuôi chim bồ câu thì họ có cái bí quyết riêng, còn bí quyết của mình thì mình sẽ trao đổi cụ thể với những ai mà thứ nhất là đam mê nuôi chim và mong muốn thì mình sẽ trao đổi. Còn ở trên này thì mình sẽ làm nó nhanh gọn để không tốn thời lượng của những người khác, thì mình làm nó hết sức ngắn gọn là như vậy. Thì đây là chim bồ câu con ở bên kia, đây là những cặp bố mẹ chim bồ câu ti thân thái siêu thịt, thì mọi người cũng biết rồi, rất là đỉnh cao trong cái việc nuôi con. Đây, cho mọi người xem cái cặp mình lúc nãy mình vừa mới ghép này. Nó êm lắm nha, hết sức bình thường luôn á. Tầm khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ làm tiếp clip để cập nhật cho mọi người thì xem là nó hiện tại đang lớn như thế nào. Còn đây cho mọi người xem này. Ở bên này thì mình ghép ba con luôn này. Đây cho mọi người xem. Rồi Sài Gòn thì mình nuôi rất nhiều chó mọi người nha. Mấy con này là gọi là chó chín của mình luôn á, nói là nó bắt chuột rất là ghê. Và nó trong nhà nữa. Ở đây mọi người có thể thấy xung quanh này có bụi tre đó, như là ở quê, không khác gì ở quê luôn. Và ở Sài Gòn nha, hiếm có nơi nào mà như nhà mình luôn đấy á. Đây, cho mọi người xem tận mắt luôn. Đây là ba con nha, dưới này có ba con này. Bố mẹ nó bị che mất rồi. Cho mọi người xem. Đây là mình nuôi ba luôn nha, nuôi ba luôn á. Đấy, ba con chim bồ câu kìa, nuôi rất là tuyệt vời. Và con bồ câu ra ràng chỉ có siêu thịt thôi. Mình thì mình rất thích chia sẻ kinh nghiệm để cho mọi người biết là mọi người nuôi cùng. Còn đây là đây mọi người, đây là cặp này đang nuôi hai con nha. Trong máy ấp trứng có khoảng 1-2 ngày nữa nở, mình ghép tiếp. Mình ghép tiếp cái cặp này nuôi nha. Đây. Cặp này thì nó hiền hơn này mọi người, nó không có cắn như cặp kia, có một cặp, một số cặp nó dữ lắm. Mình thò ra là nó mổ ác chiến luôn, rất là rắc. Mình thấy đã chưa? Ở Sài Gòn thì đôi khi cũng thuận tiện mọi người, mình đi lại cho nó thuận tiện đó. Còn trại của mình ở trên Đắk Lắk thì mọi người cũng biết rồi, nuôi chim bồ câu thì nó là rất là nhiều và nuôi trên Đắk Lắk rất là to. Vừa qua thì mình có vận chuyển chim đi Quảng Ninh, Hà Nội vài trăm cặp đấy mọi người. Nói chung là chim của mình đi khắp Việt Nam luôn và mình rất tự hào về điều đó. Đây, hệ thống nước bên mình là làm tự động luôn nha. Và cái này thì có rất là lâu rồi nhưng mà mình vẫn muốn quảng cáo cho mọi người xem. Không phải quảng cáo đâu, mình chia sẻ cho mọi người biết. Còn cái thép này thì bên mình, cái lồng này là bên mình sản xuất luôn này. Khác 100% so với mọi người mua ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ thì mình chỉ xài được khoảng một thời gian ngắn thôi là nó sẽ hư, sẽ hỏng nha. Còn cái này thì mọi người xài bao la luôn, xài hơn chục năm, 20 năm cũng không hư đâu mọi người. Còn xài mấy cái thép bình thường mà mình mua có thể nó rẻ nhưng mà mình xài được ít lắm, một thời gian ngắn là nó đã hư rồi. Rồi, thì video của mình hôm nay thì mình cũng làm ngắn gọn và xúc tích, và hy vọng rằng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Thì hiện tại là mình mới làm TikTok luôn, TikTok của mình cũng có cái tên miền là Nông Dân Làm Giàu luôn á. Thì mọi người có thể search trong cái từ khóa ở trên TikTok là Nông Dân Làm Giàu thì sẽ ra kênh của mình thôi. Và những ai mà nghiền xem TikTok thì có thể xem thêm kênh TikTok Nông Dân Làm Giàu của mình. Còn YouTube thì kênh của mình làm cũng khoảng 7-8 năm rồi, rất là nhiều người biết rồi. Thì hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu trên tất cả các hạ tầng. Cảm ơn tất cả bà con nha.